Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hàng Thái và hàng Đài Loan của bên shop lại về nhá. Thì hôm nay gồm có những hạt giống sau này. Đây là cà chua chùm bột này. Hành lá. Xà lách xoăn xanh. Súp lơ baby. Cải bắp xanh. Đậu Hà Lan, cải xoăn xanh, dâu tây to đại, dưa chuột baby, loại này ăn rất là ngon và ngọt ạ. Cải bảy sắc cầu vồng, xà lách Mỹ. Cà chua chuỗi ngọc, dưa chuột neo. Đó, thế thì hôm nay về rau với lại quả nha các bạn nhé. Thì chủ yếu hôm nay có bác cũng lấy rất nhiều các loại dưa chuột chùm như thế này. Đó. Nó không phải là loại chùm nhưng nó cũng gần như loại chùm các bạn. Đó. Rất là sai quả.